lộn nó khủng các bạn ơi. Trời, có con cá còn quậy nãy giờ các bạn ơi. Con chua đỏ nè, đã chưa? Con cá quá phê các bạn ơi. Trời trời, các bạn ơi, kết quả nè, đã chưa? Kéo quá phê luôn các bạn ơi, phê nhất trong ngày hôm nay luôn rồi đó. Còn gì bằng nữa. Trời ơi, dính ghê nữa chứ. Có phi. Phi các bạn ơi, có phi nè, đã chưa? Trời ơi, cuối cùng 3 4 rưỡi luôn. Có thấy gì không? Dạ dạ. Đã các bạn. Trời ơi. Lên cá nữa các bạn ơi. Kìa. Đó kìa. Lên hàng. Rồi, chú ổi trôi rồi các bạn ơi. Không cần. Con này to nha. To con nãy luôn á. Cái máy á. Thiệt. Cái gì rồi. Rồi tiêu. Con quay lại đây coi. Dính đụng mấy cái gốc kìa. Ok ok ông hội ơi. Mùi dính cá vô cây luôn mới ghê chứ. Con cá, con cá. Quay vô, quay đó vô là quay cá vô luôn á. Đứng mẹ gốc rồi còn. Nó còn dính cá. Dính gốc rồi. Gốc nhiều quá nhiều. Vậy sao? Vậy xả ra quạt mai cho nó giật giật con cá nó ấy ra nó có ấy nó giật ra. Các bạn ơi. Không dính kìa. Không dính kìa. Tôi đứt đứt nhỏ rồi. Vô con, vô con, vô con. Trời. Cái lên lên xe luôn ông ơi. To, bự, chú đỏ. Trắng, 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 trắng. Cổ to nè. Các bạn ơi, có con cá quằn quại
nó khủng các bạn ơi. Trời, có con cá còn hoài nãy giờ các bạn ơi. Con vô đỏ nè, đã chưa? Con cá quá phê các bạn ơi. Trời trời, các bạn ơi, kết quả nè, đã chưa? Kéo quá phê luôn các bạn ơi, phê nhất trong ngày hôm nay luôn rồi đó. Còn gì bằng nữa. Bên cần các bạn ơi, bên hàng các bạn ơi, rồi hàng rồi, trong móng các bạn ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, con Phi. Phi nái. Trời ơi, dính gì nữa chứ. Con Phi. Phi các bạn ơi. Có Phi nè. Đã chưa? Trời ơi, đây cuối cùng 3 4 rưỡi luôn. Có thấy gì không? Dạ dạ. Đã các bạn. Trời ơi, chưa nên dễ không muốn lên lửa sớm vậy. Ok này các bạn nha. Cô Phi. Lên hàng các bạn ơi. Có mè, có mè, có mè. Con này chắc 3 ký á. Khủng ơi, khủng ơi. Mẹ khủng bạn ơi. Ăn khủng ơi. Khủng bạn ơi. Con này khủng ơi. Lâu rồi, quay đây, quay đây, quay con này lên đó. Chắc hơi khủng, hơi lâu rồi đó. Khủng ơi, khủng ơi. Khủng ơi. Xuống. Đã. Trời. To. Cái rưỡi á. Cảm giác được chứ? Thiệt cái luôn á. Lâu lắm rồi mà mới thấy. Quá phê các bạn. Thiệt quá, thiệt quá. Trời. Còn gì nữa bằng cà phê bạn ơi. Quá phê, quá phê, quá phê, quá phê. Trời ơi, đã các bạn ơi. Lâu vứt kéo thử con cá mèo phê quá các bạn ơi. Giống như mà đang kéo có cái vật gì nặng nằm dưới nước. Đây các bạn. Móc vào cái mình. Móc đủ hướng các bạn ơi. Vậy thôi chứ làm sao mà nó chạy được. Đã. Thương. Công nhận cần 36 là kéo phê thiệt. Phê, 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 phê. Rồi, ok.
có hàng mình quay cho các bạn xem nữa nha. Ha, đúng phê được bạn. Quá phê các bạn ơi. Lâu kéo con cá mè phê quá các bạn ơi.